Gì mà té hả? Đa hoa kìa em. Đây, cái bàn nón trắng thì không thấy nè. Tím, tím, anh tím. Bước xuống một bậc nữa. Rồi. Mặt anh Đức đâu rồi nè? Rồi đây. Mặt bạn gái chưa thấy nè. Né qua cái góc bên này, chỗ này cái chỗ chị Hà đó. Đó, 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 bạn gái ra đi. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Lại che mất mặt anh đằng sau nữa rồi. Nào, 1, 2, 3. Nhìn không siêu nhân. Chứ mệt mỏi luôn. À, chào em. Em ở quê ở đâu? Em quê Bình Phước. Bình Phước hả? Dạ. À, cái đoàn em đây đông không? Dạ, đoàn em nay đi
8 người, người nào quay lên máy luôn coi. Em à, đây hả? Ờ, chào tất cả phái đông Bình Phước nha. Có dịp ghé kênh Hoàng Văn khám phá cuộc sống anh ta nha. Yeah. YouTube á. Khám phá cuộc sống anh ta. Phong cảnh ở đây như Đà Lạt không mọi người. Chụp hình coi.